hôm nay chắc nhiều cô chú anh chị đã trở lại công việc bình thường mùng 6 tết rồi em thắng có thông báo là ngày mùng 9 tết bên em sẽ đóng cây gửi online cũng như là các đơn hàng xe tải đi bình thường trở lại may mắn là đơn mấy ngày nay về ê hề ê hề và khách cũ quay trở lại ủng hộ rất là nhiều trộm vía là gì cô chú biết không dường như là bà con mình mua cây bên em trồng có sự may mắn kinh tế phát triển lên và quay lại ủng hộ rất là nhiều cái điều đó là cái may mắn của bản thân em cũng như là à, gửi đến cho khách hàng năm mới thì à, kính chúc với bà con chúng ta năm nay là à, đại cát đại lợi có nhiều niềm vui mới hạnh phúc và được rất rất là nhiều sự may mắn đến với gia đình quý khách hàng em thắng